Hello everyone. Xin chào mọi người. Hôm nay mình cho vô ăn nho này các bạn. Vô ăn nho nha. Ngồi đây. Có người đây. Có người không? Rồi, cho ăn nho nha. Đây hôm nay mình có nho cho vô này các bạn. Nho. Kitty. Đây. Kitty. Hả? Ngon không? Ngon quá hả? Tao ăn củ tao đây, ăn. Nè, ăn hết trong tay. Không, rồi ăn rồi ăn. Ngon không? Hả? Vô. À, ăn quá hả? That's good. Ngon quá hả? Hả? Trời, bức lá. Hạt tiêu không ăn được đâu. Không ăn được tiêu đâu. Tiêu cay lắm. Thôi. Trời ơi, bức tiêu ăn luôn. Không ăn được đâu. Thôi. Anh ăn tiêu à. Dạ. À. Ngon quá hả? Chuẩn bị thích đi chơi á. Anh thích cay kìa. Rồi vô chơi đi. Đi chơi đi. Trèo chơi đi. Đừng có treo lên cây chanh. Trời ơi, bức cây ăn. Cây nho không ăn. Sao vậy? Hà chanh hả? Vô hà chanh. Cho hà chanh đi. Cho hà chanh đi. Rồi xuống hết không? Đây nè. Chanh nè. Hả? Vô. Ơi, đây nè. Hả à, đây. Cố lên. Đây. Đúng rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Không ăn được đâu. Chai chua lắm. Đi hái chai khác đi. Đi kiếm. Còn chai nào không? Hả? Còn chai chanh nào không? Xuống dưới kia hái kìa. Rồi xuống dưới kia hái kìa.
Tía, tía. Giờ đi xuống cái hái á. Giờ tới giờ Kitty chơi kìa. Kitty lên vậy. Kitty. Đi đâu vậy? Hả? Đi chơi với vô hả? Hả? Đi chơi với vô hả? Hả? Kitty ơi. Đưa ăn vậy? Nè. Rồi về chơi đi. Cô cứ chơi đằng tay hàng. Nhìn vô. Nè, cô chơi nè. Ừ. Cái này ăn được á. Đây là một loại rau các bạn. Cái này là cây ngải cứu các bạn. Đây là cây thăng long. Gai con. Rồi đi xuống không? Ngày tới. Kitty. Kitty. Đây. Chơi chơi sướng chưa? Ừ. Em ngồi chưa? Kitty làm sao? Kitty, con ra mày đó. Kitty, giơ tay chào mọi người này, giơ tay, này vô, vô, này giơ tay, giơ tay. Goodbye, tạm biệt mọi người.